Này cuối tuần mà còn bán chậm như vậy, ngày thường còn chậm hơn nữa. Các bạn đã quay trở lại kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt trên đường quốc lộ 51, từ đây đi về huyện Long Thành khoảng 12 km. Ngày hôm nay gửi đến các bạn một số hình ảnh mới nhất về một ngôi chợ trên đường quốc lộ 51, đó là chợ Thâm Mai 2. Bữa nay ngày cuối tuần của tháng 8, gửi đến các bạn những hình ảnh mới nhất về khu chợ Thâm Mai 2 nhân dịp cuối tuần. Kính chúc tất cả quý các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và có một ngày cuối tuần thật sự tuyệt vời bên gia đình. Thời điểm này là 8 giờ 15 buổi sáng quý vị. Sáng cuối tuần cho nên là thấy xe di chuyển cũng khá là đông. Cuối tuần họ đi Vũng Tàu quý vị, họ chơi. Góc ngã ba chỗ này bên tay trái là chợ Thâm Mai 2, rẽ tay phải thì vào sân golf Long Thành. Đây, đường vào sân golf Long Thành quý vị nè. Ở phía bên đây là cổng chợ Thâm Mai 2. Vì thấy là xe di chuyển trên đường quốc lộ, những cái xe bè nó chạy ghê không? Đầu cổng họ bán rau củ quả, đậu đũa, chanh, tắc, cà chua. Đây có quầy trái cây, đây gạo. Khu này là khu bên hông chợ. Chợ đâu có chợ là đâu có bách hóa xanh quý vị. Đường ra ngay chỗ quốc lộ 51. Tiếp tục thì kênh hôm nay của tôi sẽ di chuyển ngược lại, chạy vào phía bên trong lòng chợ quay cho các bạn cùng xem. Có măng tươi ngon chưa, 15.000 một ký. Cái khu lộc chợ đấy quý vị nè. Ở trên có cái bảng chữ chợ Thâm Mai 2 mà nó không có rõ.
Chỗ này có cô bán bánh ngon quá trời, đủ các loại bánh. Bánh ít với lại bánh bò với bánh da lợn. Bánh dừa. Có cả sâm sâm nữa. Rồi tôm với lại tép nhộng. Ở bên ngoài đây quý vị. Lát thì cần lái của tôi sẽ di chuyển vào khu bên trong. Giờ họ trồng những cây giống họ bán này. Camera quay đấy. Quay gì ạ? Có sầu riêng này. Tới đây là hết cái khu lồng chợ phía bên ngoài, bên tay phải. Đây là khu lồng chợ bên tay trái đây quý vị. Chợ cũng rất là rộng ha quý vị. Khu ăn uống này. Gian hàng bánh thịt. Khu bán quần áo này. Tiếp tục thì hôm nay của tôi sẽ di chuyển vào bên trong lòng chợ, quay cho các bạn cùng xem. Đây có nguyên một xe rau câu với lại bánh lọt cả. Và bánh chè chua nước ngon chưa này. Khu bên trong lòng chợ đây quý vị. Này họ bán quần áo quá trời luôn. Chợ cuối tuần mà vắng tanh. Cửa hàng đồ khô này. Trứng gà, trứng vịt. Đây, cửa hàng thịt gà, thịt heo, thịt bò. Chỗ này họ bán bún, mì, bánh tráng làm chả giò, cá thác lác. Rồi rau củ quả. Hay quá. Khoai tây ngon chưa. Chợ ế mà bạn. Chợ bán được không bạn? Không. Ế lắm hả? Chợ quay. Chợ ế mà bà hả? Chợ ế. Chợ ế mà ai cho chậu quay. À, cười. Bà đang chọc các quý vị. Củ cải trắng quá trời ngon luôn.
quá trời trái cây. Mùa này có trái đào nữa, cái gì nè, nho, măng cầu, xoài, trái lê kim ma này, trái trứng gà. Đây hải sản, cá, cá chê, trời cá chê to quá. Lươn. Hồ bên đây cá chê quá trời bự luôn. Ế quá là gì hả? Đấy, chợ đấy. Cho ngoài hết ngồi đường rồi. Qua cho ngồi hết ngoài đường thì trong chợ qua vô đâu. Vậy hả? Họ bán ngoài đường nhiều quá đúng không cơ chị? Đúng chứ. Qua chợ đợi chợ đâu. Giờ là chắc giải tán chợ mất. Giải thẻ chợ. Ồ, có cá chấm ngon quá trời. Cá chấm à? Bán được không cô? Ế lắm hả cô? Chậm lắm hả? Bữa nay cuối tuần mà còn bán chậm như vậy, ngày thường còn chậm hơn nữa. Cô bán ở đây lâu chưa? 20 năm. Trời ơi. Cá ngon quá trời luôn quý vị. Tới mua cá ủng hộ cho cô ở cuối chợ của chợ Tân Mai 2. Với một cái lồng ếch luôn nè. Dạ. Bây giờ người ta chuộng mua ở ngoài nhiều hơn là mình buôn bán ở phía trong lòng rồi ngại vô. Đây là quý khán giả ở xa quê hương nhìn quang cảnh chợ Tân Mai 2 nè. Dạ. Ở đây có cô bán dưa chua với lại măng chua nè. Măng chua, măng luộc, cua nè. Cua là sát bên là quầy rau đay luôn. Chợ quá trời lớn luôn. Mà các cái sạp bỏ rất là nhiều. Quầy bún với mì với bánh tráng hấp dẫn chưa quý vị? Chợ quá vắng. Đây có giò chả ngon quá trời. Gì đấy? Quay không, quay giò chả xíu nha chị. Quay mặt thì không để chị tạo giả. Dạ. Giò chả Duyên ở chợ Tân Mai 2 ha quý vị. Ok. Mọi người mua giò chả thì ghé đây. Mọc cũng ngon quá trời nè. Chả quế nè. 2 triệu đấy. Có cả chả bông nè. Khô gà, lá chanh. Chị Duyên cũng lại nhìn rất là dễ thương luôn. Rất là duyên dáng luôn. Đúng rồi, chị đã biết là người xấu nhưng mà đồ ăn rất ngon nha. Đó, cái gì thường nha. Làm nước sôi cho nó làm một củ. Có cả nem chua nữa quý vị nè. Chị ơi,
Chợ chán chết là chị hả? Cuối tuần mà vắng ha chị ha? Dạ. Quý vị thấy là cái sạp nè, các cái sạp là sang chợ sạp hết nè. Đó, các cái sạp đóng cửa hết nè. Có cụ bà cũng đang ngồi bán đồ khô rất là tội. Có mắm tôm này, đồ khô quá trời luôn. Dừa xay. Và ngày hôm nay thì cần nói cho tôi gửi đến các bạn một số hình ảnh mới nhất về một ngôi chợ trên đường quốc lộ 51, chợ Tân Mai 2. Đến đây cần nói cho tôi xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn yêu mến kênh Đồng Nai với tôi, các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai với tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Okay.